109, giấc mơ về cái đẹp. Bà mẹ ngôi sao này thật là đẹp. Đúng vậy, là mẹ rồi mà vẫn thân thả như vậy. Mẹ đám mây, sau này con lớn lên cũng có thể làm mẹ được không? Đương nhiên rồi. Vậy con cũng muốn trở thành người mẹ giống như vậy. Chuyện này có ước mơ là tốt, nhưng sau này kẹo bông lớn lên chắc sẽ giống mẹ nhiều hơn. Kẹo bông, có phải con cảm thấy mẹ béo quá không? 60, 61, 62, 63, 64. Kẹo bông, ăn cơm thôi. Con không ăn cơm đâu, sẽ béo lắm. Sao chẳng gầy đi chút nào vậy? Được rồi, để sau này lớn lên rồi gầy đi vậy. Giờ mình phải trở nên xinh đẹp hơn. Vẫn chưa ra sao? Kẹo bông, sao lâu thế? Có phải đau bụng không? Ôi trời, không phải kẹo bông mất xỉu trong đó chứ? Không được, mình phải vào xem sao. Lẽ nào không đẹp ư? Đúng là không đẹp thật. Xem ra giấc mơ của mình không thực hiện được rồi. Cứ tiếp tục thế này thì không ổn. Mình phải nghĩ cách thôi. Tới ăn bữa trà chiều nào. Con yêu, mẹ là một người mẹ vừa béo vừa xấu. Con vẫn thích mẹ chứ? Kẹo bông, mau tới ăn điểm tâm đi. Đều vừa mới làm xong. Con không ăn đâu, con không muốn béo. Cái này là cao mã đề, vừa ngon vừa không sợ béo. Mẹ đặc biệt làm riêng cho con đó. Sẽ không béo thật sao? Hờm quá. Đói chết đi được. Đúng là ngon quá đi mất. Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn, vẫn còn. Hôm nay bữa trà chiều có món gì ngon không? Đây, bánh gato mật ong không có bơ. Bố trời xanh thì ăn bơ là sẽ mọc mụn trên mặt. Đây là làm riêng cho bố. Cảm ơn mẹ đám mây, vẫn là em hiểu anh nhất. Mẹ, đây là chè lê nấu củ mài. Răng của mẹ không tốt, cái này làm cho mẹ. Thơm quá, đám mây nhà chúng ta đúng là rất chu đáo. Bố, đây là chè đường phèn hành nhân, món mà bố thích nhất. Hơn nữa con biết, bố thích nhất là ăn ngọt. Shush, khẽ thôi, kẻo mẹ con nghe được là không cho bố ăn. Sao nhìn mẹ như vậy? Trên mặt mẹ có nhỏ nôi sao? Không phải, mẹ đám mây, vì sao mỗi người thích ăn gì mẹ đều biết hết vậy? Đương nhiên, vì mẹ là mẹ mà. Mẹ muốn mọi người được ăn vừa ngon, vừa no. Đây là trách nhiệm của người làm mẹ. Chỉ tiếc là mẹ không được xinh đẹp thông thả như bà mẹ ngôi sao trên tivi. Ai nói thế, kẹo bông? Thật ra mẹ đám mây hồi trẻ cũng rất thông thả đó. Thật sao? Không tin hả? Con chờ đó. Đây thực sự là mẹ đám mây sao? Đương nhiên. Nhưng mẹ đám mây bây giờ béo như vậy, đó là vì để con có thể hấp thu được nhiều chất dinh dưỡng. Mẹ đám mây mới béo lên. Lúc con vẫn còn nằm trong bụng của mẹ đám mây, tự mình vẫn chưa thể ăn được. Cho nên mẹ đám mây đành phải ăn thay cho phần của con. Con mới có thể hấp thu được nhiều chất dinh dưỡng. Cứ như vậy, vì con nên mẹ đám mây phải ăn rất nhiều. Cuối cùng liền trở nên béo như thế này. Mẹ đám mây thật là vĩ đại, chịu để mình béo lên, còn chăm sóc tốt cho con nữa. Không có gì đâu. Ha 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 ha!
đám mây cố lên. Công việc nhiều quá. Tối nay nhất định phải hoàn thành. Ngày mai còn phải chăm sóc kẹo bông nữa. Ngày mới bắt đầu rồi. Đám mây cố lên. Tuy tài liệu vẫn còn một ít chưa viết xong, nhưng vẫn phải làm bữa sáng cho kẹo bông đã. Hả? Kẹo bông? Con sao vậy? Mẹ đám mây, nhìn nè, đây là bữa sáng con chuẩn bị cho mẹ đó. Bữa sáng con làm ư? Vậy thì nguy to rồi. Cảm ơn con yêu, con đặt lên bàn nha. Trời ạ, à, con bé này, mình đã bận như vậy rồi, còn tạo thêm rắc rối cho mình nữa. Sắp làm xong rồi. Hoa gạo, mình không cố ý gây rắc rối mà. Cậu nói xem đúng không? Từ bây giờ, mình phải giúp mẹ đám mây làm việc. Hoa gạo nhìn mình tưới hoa có giỏi không? Hoa gạo đứng lại. Hoa gạo, đừng có chạy. Kẹo bông, mẹ phải làm thêm không quản được con. Con cũng đừng có gây rối như vậy chứ. Con là hoa gạo nó. Hoa gạo, đều tại cậu đó. Lại gây rắc rối cho mẹ đám mây rồi. Hoa gạo, chúng ta nhất định phải làm những đứa trẻ hiểu chuyện. Mình đã rất cố gắng rồi. Phải làm thế nào mới có thể giúp mẹ đám mây đây? Đây là cái gì? Là robot hút bụi. Mẹ đám mây làm theo vất vả như vậy, chúng ta có thể giúp mẹ có tròn nhà cửa. Cuối cùng đã xong rồi. Mệt chết đi được. Kẹo bông đang làm gì nhỉ? Mong là không gây thêm rắc rối cho mình. Hoa gạo, mau, bên trái vẫn còn bụi. Mau rẽ sang trái. Bên trái, sang trái một chút nữa. Dừng lại, mau dừng lại. Kẹo bông. Mẹ đám mây, con không nghịch ngợm đâu. Mẹ nghe con nói đã. Đã làm thành ra thế này rồi, còn nói là không nghịch ngợm. Mẹ đã mệt lắm rồi. Công việc thì bận rộn, còn phải đối phó với lũ nghịch ngợm này nữa. Mẹ đám mây, con làm bữa sáng cho mẹ rồi. Mẹ đám mây, con thực sự muốn giúp mẹ mà. Kẹo bông, mẹ trách nhầm con rồi. Cảm ơn con đã làm mọi việc vì mẹ. Kẹo bông, mẹ xin lỗi. Mẹ nhất định sẽ cố gắng, sẽ làm tốt mọi việc và chăm sóc tốt cho hai đứa. Mẹ đừng vất vả quá. Bọn con nhất định sẽ ngoan mà. Mẹ cố lên. Cảm ơn kẹo bông. Chúng ta cùng cố gắng nha.